Rồi ok ha, bây giờ mấy ông chơi ngày đầu bên COC á thì mấy ông sẽ cần lưu ý những gì? À, đầu tiên là mình đang chơi sự kiện là mình đang chơi trong cái tháng là sự kiện sinh nhật bên COC thì sẽ nó sẽ có rất nhiều ưu đãi. Đầu tiên là cái sự kiện này nè, cái sự kiện mà gọi là nó là dạng như free tướng á, cái cái này mà quay tướng á thì cố gắng nha trong cái sự kiện này à, làm ơn mấy anh em chỉ lấy co bơm. Nha, nhớ nha, sự kiện này trong cái sự kiện này làm ơn mấy anh em chỉ lấy co bơm không lấy bất cứ con nào khác nên trong sự kiện này mấy anh em một là mấy anh em đi rerun mua ạc hai là mấy anh em ngồi chờ cái này tại vì mở tới 9 ngày mà một ngày mở hai lần nữa thì kiểu gì nó cũng ra con bơm ngang kiểu gì nó cũng ra con bơm cho nên trong trường hợp xui lắm mấy không ra con bơm thôi thì chơi lại hoặc là đi mua ạc rerun thì mấy anh em trong đây mấy anh em chỉ có lấy duy nhất một con con không có câu chuyện là kêu ừ bây giờ là không ra con bơm thì đi chơi con rerun nha không lấy chỉ lấy duy nhất con bơm Tôi nói cho mấy em biết nha là chỉ lấy duy nhất con bơm, con bơm sẽ là con mạnh nhất ở trong cái con này giúp cho mấy em đi giải dây đầu ngon nhất. Và ngồi ra con bơm nó sẽ tương tác với lại một số con SR ví dụ như con Gen Genji này rồi một số con nó khỏe với con bơm. Cho nên là trong đây chỉ lấy duy nhất con bơm và con bơm thôi ngày đầu thì chỉ mấy khi mà mấy anh em vô chơi nó sẽ rất là khổ khi mà mấy anh em không ron ron không ra tướng sr à, thì khi mà ngày đầu á, thì mấy anh em cứ cày xả hết cái đóng thể lực này chạy lên cấp càng nhiều nói chung là chạy lên cấp càng nhanh nói chung là, là bằng mọi mỗi cách lên cấp càng nhanh càng tốt thì sau khi mà lên cấp xong xả hết cái đóng thể lực này thì qua ngày thứ hai nó sẽ nhẹ nhàng tại vì sao qua ngày thứ hai tôi nói sẽ nhẹ nhàng qua ngày thứ hai á, thì nó sẽ cho mấy anh em con vua đất này nè thì khi mà con vua đất này nó, nó vô á, là nó là phẩm của nó là phẩm SSR thì nó chỉ cần để nó vô đồ hình thôi là một tạc là xong hoặc mấy anh em nào thích kích hoạt hiệu ứng thì mấy anh em chỉ cần kích hoạt hiệu ứng lên uh, con phu á thì mấy anh em lấy phu kỳ về tạc là xong đó là những cái ngày đầu tôi nói nha, trong cái sự kiện này mấy anh em chơi chỉ lấy duy nhất cho tôi con bơm thôi nha không lấy bất cứ con nào khác nha không có lấy giro giro tạm cái đầu ui trong đây chỉ có lấy một con duy nhất là con bơm thôi mấy ông cầm là mấy ông cầm co cái game này nó rất quan trọng co nha nhấn mạnh cho mấy anh em nào mới chơi uh, ở bên cvc hoặc là mới chơi bên server việt nam luôn mấy anh em không biết cách chơi cv mới như thế nào vì khi mà mấy anh em tải và mấy anh em chơi trong sự kiện này mấy anh em lấy co tại vì co bơm nó sẽ rất khỏe và cái thứ hai nữa khi mà co bơm nó khỏe như vậy á, thì nó sẽ tương tác với một số con SR đặc biệt là mấy anh em ron trong đây ví dụ như là mấy anh em sẽ chơi chung với con bi vàng khỏe nè rồi chơi chung với lại một số con ví dụ như phạm SR là mấy anh em sẽ chơi chung với ng nè rồi tăng tớp ăn chay nè và một số con khác và khi mà mấy anh em ron á co bơm á, nó sẽ rất mạnh khỏe trong giai đoạn đầu nha đấy à ấy cho nên là là, là 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 ở trong đây là mấy em chỉ lấy duy nhất ca bom thôi. Còn trong sự kiện mấy em chơi trong giai đoạn đầu thì khi mà mấy em lấy lấy vé nó có hai cái quay. Ở trong đây á, là một cái quay định hướng đây là định hướng của AI bỏ nha Tại vì được trước á là mấy em không quay định hướng của AI xl con đôi của AI V2 này nha Tại vì con AI này không ngon. Tại vì mấy em đã lấy ca bom rồi thì con AI này không cần. Vì sao? Con AI này là khi mà mấy em chơi sau 7 ngày thì game sẽ tặng cho mấy anh em con Sonic thì kiểu gì mấy anh em cũng đủ con Sonic nha ngày xưa là cái sự kiện này nó cho quay con vaccine v2 thì mấy anh em mới rerun nha thì mấy anh em mới rerun còn bây giờ là nó định hướng ai mai tuyệt đối không quay banner định hướng nó ghi chữ up đi nè là y như trang bên server Việt Nam là cái chỗ này up là cái định hướng của Amai V2 tuyệt đối không quay banner này mấy anh em chỉ quay banner ví đỏ thôi là mấy anh em sẽ được hình như là 10 lần quay ví đỏ giảm giá thì mấy anh em chỉ đi quay ví đỏ thôi nha làm ơn nhớ nha chỉ đi quay ví đỏ ở cái banner thường tôi không quay banner định hướng Ngồi ra ví đen thì mấy anh em trong dây đoạn đầu kim cương sẽ rất là nhiều mấy anh em không quay con Sam hên su để làm cái thứ gì nha Thì trong câu chuyện này á thì cái ví đen này á nhiều anh em hỏi là bây giờ anh ơi em cứ nên roll 50 dí 50 dí con sam 50 dí con sam 50 dí tím con sam á để lấy để lấy con sam thường hay không đi roll để làm cái gì con sam thường làm gì đâu thì mấy anh em cứ chơi bình thường đi tại vì cái này quay 50 lần mà trong khi đó đi mua free nó chỉ có là được 40 lần thôi nha lại điểm danh nhận 40 lần thôi và trong sự kiện điểm danh bên CVC ở thời điểm hiện tại hình như là nó chưa mở cho mấy anh em lấy 10 vé đen nữa thì tôi nghĩ là không nên nha cứ để đó chơi bình thường nếu như mấy bạn chơi tâm huyết rồi thì các bạn nên cố gắng để dành phía đen mình tích khung cửa tầm 2 tháng rưỡi thôi là tới tháng thứ ba là mình quay được rồi nha tới tháng thứ ba là mình quay được một con tướng một con tướng định hướng phía đen rồi cho nên là nói chung là tùy tùy lối chơi của mấy anh em muốn định hướng rồi ok đó Rồi ngồi okay, thêm một cái nữa ngày đầu á Thì mấy anh em sẽ nhận cái đóng hộp lực này rất nhiều Cho nên cố gắng đi ải hết sức có thể Đi chừng nào mà mình không đi được nữa thì thôi Đi gần như vượt ải càng nhiều càng tốt Để mấy anh em mở điểm nè Rồi mở kinh nghiệm nè Chạy xả hết cái đóng lực này cho nhanh Thì xả cái đóng cái, xả cái, đóng hộp lực này sẽ có hai cách Một là mấy anh em sẽ càng quét Hai là mấy anh em sẽ nói chung là càng quyết ải tinh anh nè Ải thường Nói chung là làm sao làm chỉ cần hết cái đóng hộp lực này là được nha Xả hết cái đóng này Đấy, rồi ok, và trong ngày đầu khi mấy anh em chơi á, là cố gắng mua cái này tới mốc 150 Nha, mua mua cái này mà mua hết cái mốc 50 thôi, đó khi mà tới 90 là ngưng Nha, mua cái này á, mua cái này tới mốc 90 là ngưng Và toàn bộ kim cương chỉ để dành mua vé đen Nha, toàn bộ kim cương chỉ để dành mua vé đen Tại vì mình chơi lợi thế là mình chơi ngay đầu tháng, mình chơi tháng sinh nhật Và nó sẽ được bonus rất nhiều kim cương cho nên là và ngồi ra bên siêu vc nó sẽ có siêu quảng cáo nữa thì khi mà mấy anh em chơi á, thì mấy anh em cố gắng kim cương để hết toàn bộ đi mua vé đen giùm tôi trong giai đoạn đầu ngày đầu nha và khi mà ngày đầu thì mấy anh em cố gắng xả hết cái đống này qua ngày thứ hai thì mấy anh em sẽ có rất nhiều chuyện để làm tại qua ngày thứ hai nó có cái vùng đất á mấy anh em đi ải nhanh lắm nha rồi ok đấy còn mà trong ngày đầu là, 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 là mấy em cứ chạy cố gắng chạy hết có thể thôi nói chung là chạy hết cái học lực này có thể trong giây đoạn đầu thôi để farm tài nguyên cho nó nhanh rồi chạy kinh nghiệm rồi mở hạ nhiệm vụ nói chung là có cái gì mở được thì cứ mở hết nha toàn bộ rồi chạy cốt chuyện nè chạy cốt chuyện chạy nhân vật chạy hết cái thứ gì mà làm được thì mình cố gắng mình làm hết trong giây lần đầu để cho nó khỏe ha đấy rồi ok đó là những cái mà chia sẻ cho mấy em uh, chơi siêu mới còn uh, mấy em hỏi lựa chọn nên siêu nào á thì uh, tôi chỉ đề xuất hai server ở thời điểm hiện tại thôi là nếu như mấy em có lực thì mấy em uh, chơi ở server chơi ở server chơi server chung còn mà mấy em mà chơi bình thường thì chơi ở server C server, server Nhật còn server Nhật thì bao sướng rồi à? mẹ server Nhật bây giờ vô mẹ quay banner lấy uh, quay banner rerun với đen á lấy con Sonic UR về tôi nói đi ải nó tạc à mà 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 luôn mày bao đã luôn mấy không à ha rồi ok Ủa, em lỡ dùng kim cương nếu quay mai thì mai thì xin xin chúc mừng em em sẽ được chuyển sinh qua siêu mới rồi ok đó là những cái chia sẻ ấy, khi mà mấy anh em chơi siêu mới ở trong mấy ngày đầu thì mấy ngày đầu nó cực thôi qua cũng cỡ tầm qua ngày thứ hai ấy, thì qua ngày thứ hai hoặc là tới ngày thứ bảy ấy, thì mấy anh em có tướng đầy đủ mấy anh em đi nhẹ nhàng thôi ha còn với đỏ thì nó cho bao nhiêu thì mình roll bấy nhiêu rồi ok vậy thôi đó là cái ngày đầu cùng mà khi mà mấy anh em chơi ấy, thì mấy anh em sẽ có nhiều cách đi mua hạt thì roll thì roll thì có hai chục ngàn năm ngàn à tùy giặt thì có sẵn con bơm vô cho mấy em đi ải trong dây đoạn đầu luôn thì nó sẽ rất là rất là khỏe nha cái hột lực tím khi nào nó cho ra thì mình xả thôi trong dây đoạn đầu đồ có xả lấy đồ cơ bản đeo đồ mấy cái đồ cam cơ bản thôi đau đồ đồ trang bị bật bật màu xanh da trời cơ bản thôi cho tướng nó khỏe lên thôi để nó đi thôi còn sau này cứ xả hết mấy anh em nói chung là có tài nguyên thì cứ xả thôi tại vì trong dây đoạn đầu mấy cái đó thứ là mấy cái thứ đó nó không quan trọng nha, nha. Cho nên là mấy chủ yếu là cái thể lực này mấy em đi trong ngày đầu nó cần nhiều thôi chứ còn để đi mà giai đoạn sau thì nó sẽ uh, không có cần nhiều như ở bên uh, server Việt Nam là mình server cũ rồi mà đi cày tài nguyên nè, uh, mình cày trang bị còn trong giai đoạn đầu thì mấy em có bao nhiêu mấy em xả hết, có bao nhiêu mấy em xả hết tại vì giai đoạn đầu mấy em cần gì vượt ải BVE thiệt là nhanh. Chạy cấp nè, chạy ải nè, chạy trang bị nè, rồi sau này khi mà nó ổn định ở khoảng cấp không cỡ tầm 40 50 á thì mấy em cái là là là, là mấy em chạy tiếp ha. Đấy Tiếm gì xả hết mấy anh em xả để lấy trang bị nha xả để lấy trang bị nha xả để lấy trang bị cứ xả hết cho tôi cứ xả toàn bộ hết trang bị tôi để làm gì cứ xả free hết đi nha xả để lấy trang bị nha nha xả để lấy trang bị không vì ron bơm mà cày ngày nào ron được uh, lấy bơm thì lấy được không anh được ví dụ như tại vì nó có 9 ngày lớn nó có 9 ngày lớn mấy anh em lấy 9 ngày mấy năm không ron đây con bơm 9 ngày mấy anh em không ron đây con bơm thì cày lại thôi không đâu hoặc là đi mua ron đơn giản mà 9 ngày lượng mà mấy anh em nó mở sự kiện 9 ngày lượng mở hai lần 9 ngày qua ngày mai nữa chừng 3 ngày mà không có thì kỳ lại từ đầu nhanh mà rồi ok đó là cái chia sẻ khi mà mấy anh em chơi trong giai đoạn đầu tại vì ở server Việt Nam tôi cũng chơi lại lần ở siêu mới rồi đó nên là kinh nghiệm chia sẻ cho mấy anh em ngày đầu nó cực tế tôi qua ngày thứ hai cái là nó khỏe liền à ha